Ngày 19 tháng 10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin, kế hoạch bán vé tàu dịp Tết Quý Mão cho hành khách cá nhân và tập thể sẽ bắt đầu ngày 25 tháng 10. Tùy theo tuyến đường, giá vé dự kiến tăng 1-6% so với năm trước. Trước đó, công ty đã nhận đăng ký vé tập thể từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10. Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn chạy 356 chuyến, tương ứng với 176.046 chỗ, tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Thời gian cao điểm Tết Quý Mão 2023, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trước Tết bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1. Chiều Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh sau Tết từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2. Đặc biệt, hành khách sẽ được giảm từ 5% đến 10% giá vé khi mua vé trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết. Bên cạnh đó, giảm 8% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20 tháng 1 và cự ly đi từ 1.000 km trở lên. Các vé tập thể từ 10 người trở lên giảm từ 2% đến 8% giá vé. Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đối với sinh viên, giảm 20% giá vé từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2. Đối với các tuyến chạy khung thời gian thấp điểm, công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách mua vé cá nhân, mua vé xa ngày, mua tập thể, mua vé khứ hồi chiều về và giảm 20% giá vé cho sinh viên. Ngoài ra, công ty áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Đặc biệt Tết Quý Mão, công ty không bán chuyển đổi giường tầng một khoang bốn thành ghế ngồi như các năm trước. Vào các ngày cao điểm khi nhu cầu của hành khách tăng cao, công ty sẽ mở bán ghế phụ. Đối với toa ghế ngồi cứng là 10 ghế, các loại toa khác là 7 ghế. Đối với các vé thanh toán trực tuyến, phải thanh toán trong vòng 30 phút kể từ lúc đặt vé thành công. Đối với các vé thanh toán trả sau đã đặt chỗ thành công, thanh toán sau khi đặt chỗ thành công trong vòng 12 đến 24 giờ. Đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong khoảng thời gian quy định nêu trên, thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên. Trong trường hợp trả vé sẽ mất 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu, thời gian đổi vé từ 24 đến 48 giờ. Hành khách có thể mua vé qua website www.dsvn.vn, vétàu.com.vn, giarẻ.vétàu.vn. Tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé, qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel Pay, app bán vé tàu trên thiết bị di động, qua tổng đài bán vé Sài Gòn 1900 1520.